Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11 năm 2024, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Tế tổ chức kỳ họp thứ 11 chuyên đề khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 về công tác nhân sự. Đến dự có ông Quỳnh Chí Quanh, trưởng ban dân vận thành quỹ, chủ tịch quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, bà Ngô Thị Quỳnh Loan, trưởng ban tuyên giáo thành quỹ, giám đốc trung tâm chính trị thành phố Châu Đốc. Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã thông qua các tờ trình xem xét việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh trưởng ban kinh tế xã hội và phó ban pháp chế Hội đồng Nhân dân xã dĩnh Tế khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thông qua tờ trình của Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Tế, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dĩnh Tế đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Tế nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bỏ phiếu, ông Trần Thế Mỹ, Đảng ủy viên, nhiệm kỳ 2020-2025 đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Tế. Nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 21 trên 24 số phiếu Kỳ họp thứ 11 chuyên đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết để kiện toàn các chức danh của Hội đồng Nhân dân xã. Trên cương vị mới, các đồng chí được tín nhiệm bầu cử bổ sung, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.